bạn chọn được cái điểm thích hợp để chúng ta lặn cả nhà. Giờ các anh sẽ cùng cả nhà đi lặn sang bát ốc nha cả nhà. Ốc này là ốc nón đây nè. Không phải ốc nha, không phải cả nhà. Giống ốc đinh quá cả nhà ơi. Mấy con này thì các anh với cái nhà sẽ lấy nha cả nhà. Đây với cái nhà sẽ con này nó bò lên đó đây cả nhà. Đây cả nhà. Đây. Ốc này nó nhọn cả nhà. Rất là lạ. Mấy con này các anh với cái nhà sẽ lấy luôn nha cả nhà.